chị sẽ luyện thật lớn để sinh nhật bố. Chị sẽ tặng cho bố một món quà bất ngờ, mong bố thật vui. À, Minh Đậu Đỏ có tiền nuôi heo đất mà. À. Ôi, mình xinh đẹp thế. Cốc báo. Cái gì đây? Cốc báo. Có chuyện gì thế con trai? Mẹ ơi. Ôi trời ơi, gớm nữa. Thế có chuyện gì mà gấp thế? Nói mẹ nghe xem nào. Mẹ ơi, chị Minh Đậu Đỏ. Ui giời ơi, nói nhanh lên mẹ xem nào. Chị Minh Đậu Đỏ có tiền nút lạ này. Ui giời ơi, tưởng có chuyện gì. Nó thì lấy đâu ra tiền mà đút lợn? Ừ, có mà, chính mắt tôi nhìn thấy chị đút tiền vào lợn cơ mà. Làm sao mà có chuyện đó được. Nó thì lấy đâu ra tiền, mẹ có cho nó tiền bao giờ đâu. Chị Minh Đậu Đỏ học giỏi, ông thưởng tiền này, bố thưởng tiền này, nhiều tiền lắm. Cũng có lý đấy. Có lẽ là được rồi. Mày nghĩ cách lấy nợ của chị Minh Đậu Đỏ đi. Nghĩ cách à? Mẹ có cách rồi. Minh ơi, Minh đâu rồi? Ra đây dì bảo nhanh lên con. Minh ơi, Minh đâu rồi? Con đây ạ. Ra dì bảo nhanh lên. Vâng ạ. Để chị xem dì gọi gì chị nhá. Đâu rồi? Thế mày làm cái gì mà dì gọi xá cả quai hàm, mày có mặt hả? Dì ơi, con có làm gì đâu, dì gọi con cái, con đến luôn mà. Cái gì? Chỉ được cái cái là giỏi thôi. Không đi chăn trâu đi à? Con đứng đấy hả? Dì ơi, con vừa đi chăn trâu về rồi cơ mà. Lại cái rồi. Thế mày đi chăn trâu như thế nào để con trâu nó bảo với tao nó đang đói kia kìa. Mẹ ơi, con trâu nó nói với mẹ là nó đói thật đó mẹ. Ôi, con trai tôi ngốc thế. Mẹ phải nói thế để lừa nó đi ra ngoài, rồi hai mẹ con mình ở nhà bắt con lợn của nó thịt lấy tiền. Dì ơi, con trâu làm gì biết nói hả dì? Cái gì? Lại cái? Cái thứ con gái ở đâu mà cái gì nhanh nhản thế hả? Con mau đi không? Cho một trận bây giờ. Nó đi rồi đấy, đi lấy lợn thôi. Dì thật là vô lý, vừa đi chăn trâu về rồi lại phải đi chăn trâu tiếp. Lợn đây rồi, thì mẹ xem nào. Ui, chắc là nhiều tiền lắm đây. Để mổ nhá. Ui, chắc là nhiều tiền lắm đây, mẹ hồi hộp quá. Đây rồi. Nhiều tiền quá. Ui, nhiều thế nhở. Không ngờ cái Minh Đậu Đỏ nó lại nhiều tiền như thế này. Con trai ơi, bây giờ hai mẹ con mình đi ăn gà rán KFC thôi. Dì ơi, con cho Châu ăn xong rồi. Dì ơi, dì. Con lợn của tôi. Dạ, dạy con lợn của tôi đây này. Ngon quá. Ngon không con? Có, làm con không đi được đây này. Ôi. Con lợn của mình tính có bao nhiêu lâu nay để dành sinh nhật tặng bố. Dì về rồi, về ra hỏi dì xem ai đã ăn thịt con lợn của mình. Con bé này, mày làm cái trò gì mà sỗ sàng như thế à? Dì ơi, dì có biết ai mổ lợn của con không ạ? Tao vừa đi công tác về, làm sao mà biết được con lợn của mày? Dì ơi, con lợn này là con tích cóp bao nhiêu lâu để con mua quà sinh nhật tặng bố, thế mà không biết ai mổ lợn của con. Con lợn của mày chứ phải con lợn của tao đâu, mà tao biết, tao trông cho mày. Mà ai mổ lợn của mày á? Mày đi mà hỏi con lợn của mày ý, tao làm sao mà biết được. Thôi, giờ tao mệt lắm rồi, tao vào tao nghỉ ngơi thôi. Đi thôi con. Thôi. Các bạn ơi, các bạn có biết ai mổ lợn bi của mình không? Bảo mình với.